Hello, chào mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đột kích trong tầm ngắm. Mình là Tony, hiện tại thì mình đang là đội trưởng của team God Universe. Và hôm nay mình rất vui sẽ được hướng dẫn cho các bạn đó là khẩu M4A1 Noble Gold. Khẩu súng này thì mình sử dụng rất nhiều trong đấu rank. Các bạn nào theo dõi livestream của mình thì đều biết khẩu này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là điều khiển sao cho khẩu này ổn định nhất nhá. Bây giờ thì hiện tại đang có dịch Covid-19, hy vọng các bạn đó là ở nhà và hạn chế ra đường. Và nếu các bạn có ra đường ấy thì hãy đeo khẩu trang như Tony nhá. Và ở nhà cho được kích thôi các bạn, cho an toàn nhá. Không linh tinh liên thiên nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ vào lập tức vào video nhá. Ok nhá, chúng ta sẽ đến với các cái hướng dẫn bắn M4 nữa các bạn nhá. Điều đầu tiên để các bạn bắn M4 đó là các bạn chắc chắn rồi, các bạn phải sở hữu cho mình đó là một khẩu M4A1S Noble Gold như thế này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái kim vàng dòng này rất là phê luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy tơn không? Chưa gì đã tơn nó đã rất là díu rồi. Cái bước thứ hai ấy là các bạn cần phải có một con chuột như thế này. Các bạn tôi không cần biết các bạn dùng con chuột nào, nhưng mà các bạn hãy dùng cố định cho mình một con chuột bất kể là full hand hay IE như nào. Đây là con chuột của mình, đó là IE 1.1 CBS, bản CBS gửi từ Hàn Quốc về các bạn nhá, mình được tặng, cái này mình được tặng thôi. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các bước hướng dẫn nào. Cách bắn đầu tiên này, mình sẽ nói luôn cách bắn đầu tiên với các bạn, đó là các bạn cách táp nhá, cách táp 14 này, táp từng viên này các bạn nhìn không? Cái khẩu này táp thực sự nó rất là díu. Khẩu này so với khẩu M4 Transformer kia cũng có 1.9:10 đấy các bạn. Là các bạn táp từng viên nhá, táp thì nó có kiểu táp từng viên. Táp từng viên như này, các bạn táp từng viên, ví dụ các bạn táp đó, ok chưa? Táp từng viên như này, đấy. Anh em táp từng viên, sau đó là các bạn táp thì các bạn táp vào kết hợp thêm với ngồi nữa cho mình, ngồi xuống, và các bạn táp như này, các bạn nhìn nhá, ngồi xuống này, đó, ok chưa? Ok chưa? Đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắn thứ hai nhá. Cách bắn thứ hai của chúng ta sẽ là cách bóp tun, cách bóp tun của M4 này như thế nào? Đây, anh em phải nhìn thấy mình bắn này, các bạn tun này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó sẽ được khoảng tầm 7 đến 8 viên gì đấy, thậm chí 9 viên. Nhưng mình cứ chắc chắn 7 đến 8 viên một chỗ trước, 7 đến 8 viên nó sẽ vào một chỗ. Bởi vì cái này anh em không quan trọng là các bạn táp được bao nhiêu. Tức là các bạn táp được mười mấy 20 viên thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà quan trọng là các bạn có táp trúng hay không. Đấy, ví dụ các bạn có táp trúng hay không như này nhá, anh em nhìn nhá. Anh em đây anh em ạ. Đây là cách táp nhá, mình hướng cho các bạn nên táp trước 1 2 viên này xong bắt đầu mình ấn ngồi nhá. Này các bạn nhìn nhá. Táp trước 1 2 viên này, táp trước 1 2 viên xong bắn ngồi nhá. Đấy các bạn thấy không? Bóp một tu nó gần vào đây luôn không? Đấy, nó rơi khoảng tầm 9 viên đấy, nó phải rơi tầm 9 viên đấy. Đấy các bạn mình sẽ đấy luôn cho các bạn xem này nhá. Đó. Đấy, thấy không? Anh em táp trước xong rồi các bạn ngồi xuống. Táp trước xong các bạn ngồi xuống là nó sẽ díu được thêm khoảng tầm 7 8 viên đó. Các bạn táp 1 2 viên nó díu ngồi xuống khoảng 7 8 viên đó, các bạn nhìn nhá. Đây khoảng cách xa nhá. Đó, ok chưa? Cách bắn thứ ba, cách bắn thứ ba nhá các bạn nhá. Đó là sấy. Sấy khẩu này nó như thế nào? Anh em sấy thì đơn giản thôi các bạn, đơn giản nó cái này chắc ai cũng làm được, các bạn cứ ấn chuột và các bạn đè chuột sao cho nó ghim thôi, ghim chuột nhá các bạn, đè sao cho nó ghim thật díu nhất là được. Đây ví dụ như này nhá, mình sẽ bắn cho các bạn xem. Đây cái sấy một băng các bạn, cái sấy một băng như thế này đấy, các bạn đè chuột sao nó vào tầm một tầm một chỗ này là được đấy. Bây giờ các bạn sấy trên người nhá, đó ok chưa? Đấy, thấy chưa? Bây giờ chúng ta, các bạn hãy kết hợp với tất cả những cách này vào với nhau nữa thì nó cũng thêm một cái rất là hay đấy. Các bạn táp này, táp này, tới này. Đúng rồi, vừa rồi là táp đúng không? Táp tới, táp không tới, rất là hay mà đúng không anh em? Chúng ta sẽ đến với cách tiếp theo, đó là các bạn áp dụng cho mình thêm, đó là vừa nhảy và vừa tới cho mình, vừa nhảy vừa sấy. Đấy, các bạn biết địch ở đây ra đúng không? Cái này thì các bạn dùng để né sniper thôi. Các bạn né nhảy dùng cái cách này, vừa bắn vừa nhảy vừa bắn này có rất nhiều tác dụng trong thực chiến. Anh em kiểu anh em lấp và anh em biết địch rồi, anh em bay ra anh sấy trước như này. Bay ra anh em sấy trước đấy. Đấy, anh em bay ra sấy trước cho mình. Như thế là cách đấy, với cả anh em kết hợp thêm một cách nữa cho mình đó là bunny. Bunny nha các bạn nhá, vừa bunny vừa sấy luôn. Anh em biết địch nó sẽ đi ra, ví dụ anh em biết trước địch, ví dụ ngắm nó đang kê chẳng hạn, ngắm nó đang kê như này, các bạn bay ra bunny này. Đấy, vừa bắn đi vừa bắn như thế này. Đấy, vừa bắn đi vừa bắn. Ok nhá, nói chung là lý thuyết thì nó chỉ là một phần thôi. Chúng ta đi vào phần thực hành thôi nhá. Nào, let's go. Ý
một ca mốt view nhá. Ừ, anh em, hot streamer mới đổi một ca mốt view. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Sinh thì sống cái đéo được các bạn. Mình có cái gì cháy ra nhỉ? Chết chứ. Có cái gì cháy sao các bạn?